Phần 1, mình sẽ đọc câu tiếng Việt và các bạn sẽ phản xạ lại bằng câu tiếng Anh. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một hội thảo trong thành phố không? Can you recommend me a seminar in city? Bạn nghĩ thế nào về cách trang trí của căn phòng này? What do you think of the room decoration? Đây là lần đầu tiên anh đến châu Á. Cảm tưởng đầu tiên của anh thế nào? Is it your first time in Asia? What is your impression? Xin chào, tôi tên. Tôi thích cái cà vạt của bạn. Bạn tên là gì vậy? Hi, I'm Anne. I like your tie. What's your name? Bài thuyết trình thật tuyệt. Anh có thích nó không? Tôi tên. Bạn tên là gì vậy? The presentation was outstanding. Did you enjoy it? What's your name? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một bộ phim hay không? Can you recommend me a good movie? Bạn nghĩ thế nào về hội thảo? What do you think of the seminar? Chuyến bay của anh thế nào? How was your flight? Trên Sài Gòn mấy nay nóng quá, khí hậu ở nước của bạn có như thế này không? It has been so hot in Saigon. Do you have this weather in your country? Bạn làm cho công ty ABC lâu chưa? How long have you been with ABC company? Có bao nhiêu người trong team của anh? How many people do you have in your team? Chuyến này anh ở bao lâu? Anh sẽ kết hợp công tác với du lịch hả? How long are you staying on this trip? Will you combine business and travel on this trip? Bạn làm phòng ban nào trong công ty ABC? What department are you working at ABC company? Anh đang tham gia dự án nào vậy? What type of projects are you working on? Đây là lần đầu anh đến thành phố Hồ Chí Minh. Cảm tưởng đầu tiên của anh thế nào? Is it your first time in Ho Chi Minh City? What is your impression? Chuyến bay của anh kéo dài trong bao lâu? How many hours were your flight? Bạn nghĩ thế nào về bài phát biểu của vị chủ tịch? What do you think of the president's speech? Đây là lần đầu anh đến Việt Nam. Cảm tưởng đầu tiên của anh thế nào? Is it your first time in Vietnam? What is your impression? Bạn nghĩ thế nào về buổi ra mắt sản phẩm mới? What do you think of the launch of new product? Xin chào, tôi tên. Tôi thích cuốn sách bạn đang cầm trong tay. Bạn tên là gì vậy? Hi, I'm Anne. I like the book you are holding a lot. What's your name? Thức ăn ngon quá, bạn thử món này chưa? Nhân tiện tôi xin giới thiệu, tôi tên, bạn tên là gì vậy? The food is delicious. Have you tried this dish? By the way, I'm Anne. What's your name? Xin chào, tôi tên. Tôi thích cái váy của bạn. Bạn tên là gì vậy? Hi, I'm Anne. I like your dress. What's your name? Tôi nghe là bạn từ Đại học Kinh tế. Tôi cũng vậy. Bạn tên là gì vậy? I overheard that you went to University of Economics. What's your name? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một sự kiện trong thành phố không? Can you recommend me an event in the city? Bạn nghĩ sao về sản phẩm ABC? What do you think of ABC product? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một chương trình trong thành phố không?
Can you recommend me a program in the city? Xin chào, tôi tên. Tôi thích bài thuyết trình của anh. Anh tên là gì vậy? Hi, I'm Ann. I like your presentation. What's your name? Thật là một sự kiện tuyệt vời. Anh có thấy vui không? Tôi tên. Anh tên là gì vậy? What an amazing event. Have you a good time? What's your name? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một nhà hàng ngon không? Can you recommend me a good restaurant? Xin chào, tôi tên. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn tên là gì vậy? Hi, I'm Anne. I come from Ho Chi Minh City. What's your name? Bạn đang làm cho công ty ABC à? Tôi cũng vậy nhưng nghỉ từ năm ngoái rồi. Bạn tên là gì vậy? Are you working for ABC company? I did and left last year. What's your name? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một cuốn sách về kinh doanh không? Can you recommend me a good business book? Bạn nghĩ thế nào về buổi tiệc? What do you think of the party? Bạn nghĩ sao về trận bóng tối qua? What do you think of the football game last night? Bạn nghĩ sao vào vòng chung kết của chương trình Rap Việt? What do you think of the final round of Rap Việt? Chúc các bạn làm bài tập thật tốt.